Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đã cố chạy, Chu Ngọc Anh mong thoát thân. Nhưng tại sao ông Nguyễn Phú Trọng vẫn truy đến cùng? Có một điều làm rất nhiều người thắc mắc, đó là ông Chu Ngọc Anh đã rời kh�ỏi Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 25 tháng 9 năm 2020 để đảm nhận chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội do Nguyễn Đức Chung để lại. Việc công ty Việt Á cấu kết với Bộ Khoa học Công nghệ để hợp thức hóa bộ kit xét nghiệm dởm mà người dân đã phải sử dụng rất nhiều và tốn hàng ngàn tỷ nhà nước, đó là tiền thuế của nhân dân. Đó là sự việc xảy ra vào năm 2021. Ấy vậy mà Trung ương Đảng đã kỷ luật ông Chu Ngọc Anh chứ không kỷ luật ông Huỳnh Thành Đạt, đương kim Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Đây là điều được đặt ra. Với cương vị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh chưa có sai phạm nào đáng kể. Có lẽ vì muốn triệt hạ ông Chu Ngọc Anh thật, nên ông Nguyễn Phú Trọng đang cố gượng ép để kết tội ông Chu Ngọc Anh với những sai phạm ở nơi mà ông không còn thực quyền để điều hành nữa. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh. Sai phạm ở Bộ Khoa học và Công nghệ vào thời điểm năm 2021 thì người chịu trách nhiệm là Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt. Tại sao ông Trọng lại bỏ qua ông Huỳnh Thành Đạt? Đó là điều mà dư luận đặt ra. Đây là việc rất phi lý mà người dân Việt Nam yêu cầu ông Nguyễn Phú Trọng có lời giải thích xác đáng. Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 liên quan đến vụ việc tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á. Ý của ông Trọng là nhắm vào lãnh đạo Đảng của Bộ Khoa học Công nghệ và từ đó nhắm vào ông Chu Ngọc Anh. Và cho rằng năm 2021, ông Chu Ngọc Anh vẫn còn là người đứng đầu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ, chứ chưa chuyển sinh hoạt Đảng về Đảng ủy thành phố Hà Nội, thì tội của ông Chu Ngọc Anh cũng không thể nặng hơn tội của ông Huỳnh Thành Đạt. Vì Đảng ủy cấp bộ chỉ ra chủ trương, còn Bộ trưởng là người thi hành, thì lẽ ra người thi hành mới là người phải chịu trách nhiệm chính về sai phạm. Cùng lắm thì người đứng đầu Đảng bộ chỉ là liên đới chịu trách nhiệm mà thôi. Bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nội dung như sau. Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thiếu kiểm tra để một số đồng chí lãnh đạo, bộ và đơn vị vi phạm quy định của Đảng và pháp luật nhà nước trong việc phê duyệt, giao, tổ chức, thực hiện, ký hợp đồng, đánh giá, nghiệm thu, chuyển giao, quản lý, kiểm tra, giám sát và thanh quyết toán kinh phí thực hiện đề tài khoa học nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 của Học viện Quân y, cũng như trong truyền thông xác nhận và đề nghị khen thưởng với Học viện Quân y, Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số cá nhân. Trong kết luận có lãnh đạo bộ, vậy ông Huỳnh Thành Đạt giấu đi đâu? Dấu hiệu cho thấy ông Nguyễn Phú Trọng xử lý không được thỏa đáng vụ kỷ luật ông Chu Ngọc Anh. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Huỳnh Thành Đạt vô can trong vụ tiêu cực của bộ này vào năm 2021 là điều khó hiểu. Trước mắt, tội của ông Chu Ngọc Anh được xác định là những sai phạm của ông ở Bộ Khoa học Công nghệ, nhưng theo nhiều nhà quan sát thì trong hôm 1 tháng 4, Chủ tịch Chu Ngọc Anh đã ký phê duyệt xây 6 cây cầu thông qua sông Hồng và quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng rộng gần 11.000 hectare. Việc chỉ đạo quy hoạch trong thời kỳ này là khá mạo hiểm vì Trung ương Đảng đang nhắm vào những sai phạm đất đai trên toàn quốc. Không biết những chữ ký trên những bản đồ quy hoạch có phải là cái cớ để sau này triệt hạ lẫn nhau hay không? Còn nhớ chữ ký của ông Nguyễn Văn Đua với phê duyệt quy hoạch Thủ Thiêm đã tạo ra rắc rối như thế nào? Vì thế nếu ông Chu Ngọc Anh không cẩn thận thì rất dễ bị truy cứu tiếp về sau. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, người xử lý sai phạm Bộ Khoa học và Công nghệ không thỏa đáng. Cũng không còn bao lâu nữa là sẽ đến hội nghị Trung ương lần thứ 5 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây có thể là chỉ đạo, nên những hoạt động trên của ông Chu Ngọc Anh được ghi nhận có thể là hoạt động cuối cùng cương vị Chủ tịch Hội đồng Hà Nội trước khi bị tổ chức miễn nhiệm để chờ thi hành kỷ luật. Theo quy trình kỷ luật cán bộ của Đảng, có thể sau hơn 1,5 năm tại vị chiếc ghế Chủ tịch Hà Nội, ông Chu Ngọc Anh sẽ bị cách hết các chức vụ trong Đảng.
thậm chí đối mặt với nguy cơ bị bắt và bị truy tố về vụ bê bối tại Việt Á. Nhưng đấy là quy trình, còn nếu cần gấp, ông Trọng có thể kỷ luật cách chức ngay trong tháng 5. Ông Trung Ngọc Anh thật ra đã bỏ Bộ Học và Công nghệ, trốn sang Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, xem ra ông không thể thoát được bàn tay vây nắm của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trung Ngọc Anh có bị phế truất hay không, chúng ta sẽ thấy rõ vào thời gian tới. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thêm bí mật động trời của bà Nguyễn Phương Hằng được phanh phui. Vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng làm cho rất nhiều người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Người ta tự hỏi rằng người như bà Nguyễn Phương Hằng có thể tránh việc bị bắt, tại sao bà không làm như vậy? Đằng sau bà Hằng có ai đó đang giật dây bỏ bà vào tù hay không? Bà Nguyễn Phương Hằng là một phụ nữ có bản lĩnh. Từ thời bà còn là có quan hệ với ông Đỗ Đạt Giang, đàn em của trùm giang hồ khét tiếng Năm Cam, và cho đến bây giờ bà là vợ của đại gia Huỳnh Uy Dũng. Nhiều người đánh giá bà là phụ nữ khôn ngoan, tuy nhiên việc bà phát hình trực tiếp livestream tấn công người khác như bà đã làm trước khi bị bắt thì không giống với sự khôn ngoan mà bà đã từng có. Ví dụ như đầu tư quốc tịch nước ngoài là khôn ngoan, nhưng không dùng nó để tránh né việc bắt bớ thì không khôn ngoan cho lắm. Đây là hình ảnh thông tin bà Nguyễn Phương Hằng có quốc tịch nước ngoài. Vào ngày 17 tháng 4, các báo nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng loạt đưa tin bà Nguyễn Phương Hằng có hai quốc tịch. Tuy nhiên, bà có quốc tịch Việt Nam, nhưng điều bất ngờ là quốc tịch thứ hai của bà không phải là quốc tịch Canada như những lời đồn đoán trước đây, mà là quốc tịch Cộng hòa Cyprus. Như vậy, bà Nguyễn Phương Hằng là công dân nước ngoài. Tuy nhiên, theo cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc bà Hằng có hai quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình điều tra và xử lý hành vi phạm tội của bà. Trong điều số 5 Bộ luật hình sự, việc bà Hằng mang hai quốc tịch không ảnh hưởng đến quá trình tiến hành xử lý. Tức là Bộ luật hình sự được áp dụng để xử lý mọi hành vi phạm tội thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt chủ thể thực hiện hành vi phạm tội là công dân Việt Nam, người nhiều quốc tịch hay người quốc tịch nước ngoài. Như vậy là dù có đầu tư quốc tịch thứ hai thì bà Nguyễn Phương Hằng cũng không thể nào thoát tội. Trong một số trường hợp liên quan đến miễn trừ ngoại giao, các cam kết trong điều ước quốc tế mà Việt Nam gia nhập, đăng ký và ký kết, người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam thuộc đối tượng này thì vấn đề trách nhiệm hình sự của họ được giải quyết theo quy định của điều ước quốc tế hoặc theo tập quán quốc tế. Tuy nhiên, bà Hằng không phụ thuộc vào trường hợp này và không được miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Được quy định vào ngày 23 tháng 8 năm 1993 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo Nghị định số 73 CP ngày 30 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Phương Hằng khi bị bắt. Giả sử trong quá trình tố tụng, Đại sứ quán Cộng hòa Ship muốn thăm hỏi thông tin về công dân của mình trước cơ quan tố tụng thì vẫn tạo điều kiện cho tiếp xúc trong phạm vi ngoại giao, lãnh sự để thông tin mà thôi. Việc quốc tịch đảo Ship của bà được xem là nước cờ khôn ngoan của bà Hằng. Lẽ ra trước khi có lệnh cấm xuất cảnh thì bà Nguyễn Phương Hằng nên ra đi nước ngoài để tránh bị dính vào vòng lao lý. Những năm gần đây, các quan chức nhà nước và những đại gia Việt Nam rất chuộng đầu tư quốc tịch ở quốc gia thành viên châu Âu. Thủ tục khá dễ dàng nhưng chi phí thì hơi cao, với giá lên tới 2,5 triệu đô la. Với những người thuộc dạng đại gia như bà Nguyễn Phương Hằng thì 2,5 triệu đô la là số tiền không lớn. Còn nhớ vào năm 2020, hãng thông tin Air Asia, hãng tin nhà nước của Qatar đã tung ra một tài liệu mật cho thấy chương trình hộ chiếu của Cộng hòa Ship, một quốc gia của châu Âu, cho phép các chính trị gia dễ tham nhũng mua hộ chiếu châu Âu. Đại biểu Quốc hội của Thành phố Hồ Chí Minh Phạm Phú Quốc cũng bị đài truyền hình Asia cáo buộc có tên trong danh sách này. Đây là hình ảnh quan chức cũng thuộc rất chuộng mua quốc tịch đảo Ship. Hãng tin này tung ra một loạt bài viết của nhóm điều tra của hãng Asia dựa trên cái tên gọi là hồ sơ Ship.
cho biết chương trình hộ chiếu của Ship cho phép những ai đầu tư ít nhất 2,15 triệu euro, tức là tương đương khoảng 2,5 triệu đô la, sở hữu hộ chiếu nước này đồng nghĩa với việc cá nhân đó trở thành công dân châu Âu, được đi lại, làm việc tự do ở 27 nước thành viên của châu Âu và có thể nhập cảnh vào 174 quốc gia mà không cần visa. Phạm Phú Quốc khi đó sinh năm 1968, quê Quảng Trị, từng trúng cử đại biểu Quốc hội của Việt Nam lần đầu năm 2016 khi đang là tổng giám đốc công ty đầu tư tài chính nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh. Ông Quốc chính là người đã bán khu đất vàng 3.700 m², xưa là ITC bị cháy, hiện là dự án Tower cho Vạn Thịnh Phát. Việc mua quốc tịch đảo Ship nhằm mục đích là hạ cánh an toàn. Tuy nhiên, xem ra ông Phạm Phú Quốc và bà Nguyễn Phương Hằng không hạ cánh được trên xứ sở này, bởi vì những người này đã bị lộ trong những trường hợp ngoài ý muốn. Họ chưa kịp hạ cánh. Trong nhiều trường hợp thì người tính không bằng trời tính là như vậy.